Đây là cách mà Onana chứng minh cho tất cả thấy rằng vì sao Manchester United là nhà hát của những tiếng cười. Và tâm lý chiến cực kỳ phong cách với Erling Haaland theo kiểu có ngon thì sút đi, ai sợ thì đi về. Hóa ra lại biến chính người gác đền này trở thành trò hề trong mắt các cổ động viên, đồng thời chẳng thể giúp quỷ đỏ tránh khỏi thất bại cay đắng trước người hàng xóm. Một tập thể vốn chỉ ra sân với đội hình B vẫn biết cách khuất phục Manchester United tràn đầy khí thế và tự tin. Một câu lạc bộ đã từng có những thời điểm sống trong âu lo rồi thấp thỏm, song vẫn biết cách trở lại để giành chiến thắng. Đó chẳng thể là ai khác ngoài thầy trò Pep Guardiola. Erling Haaland không sợ Onana nên Man City giành siêu cúp Anh, còn Manchester United đi về với hai bàn tay trắng. Chiến thắng vừa qua là lời khẳng định đanh thép của nhà đương kim vô địch Premier League rằng họ đã sẵn sàng để tiếp tục thống trị đấu trường quốc nội hay xa hơn là khát khao trở lại với đỉnh cao châu Âu. Bên cạnh việc bổ sung thêm một danh hiệu vào phòng truyền thống, City còn dạy cho người hàng xóm một bài học nhớ đời, thứ cần có để vươn tới đỉnh cao như họ đã tạo ra suốt bao năm qua. Thời điểm màn đại chiến ở Derby Manchester trên thánh đường bóng đá Wembley diễn ra, dám cá rằng rất nhiều cổ động viên quỷ đỏ tin tưởng vào một chiến thắng cho đội nhà. Dễ hiểu thôi, vì thầy trò Ten Hag đã khuất phục The Citizens ở FA Cup cách đây có vài tháng trời cũng trên sân đấu này. Và hơn nữa, đội hình City góp mặt tại siêu cúp Anh thiếu vắng quá nhiều trụ cột quan trọng như Rodri, John Stones hay Phil Foden. Và quả thực là đã có những thời điểm những người yêu mến Man City phải sống trong sợ hãi. Đã có lúc Manchester United tiến tới rất gần bàn thắng, thế nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, lá cờ việt vị hay cái cột dọc giúp khung thành của Ederson vẫn được giữ sạch. Tuy nhiên, may mắn cũng chẳng thể đồng hành với The Citizens được mãi khi Garnacho mở tỷ số. Khoảnh khắc ngôi sao xứ Tango ăn mừng đầy ngạo nghễ, rất nhiều fan quỷ đỏ tưởng chừng như đội bóng thân yêu đã cầm chắc trong tay chiến thắng. Song đây cũng là thời điểm City chứng minh cho người hàng xóm thấy rằng không phải ngẫu nhiên họ có 4 lần xưng vương ngoại hạng Anh, và để trở thành nhà vua xứ sương mù, Manchester United cần phải học chính đại kình địch về bản lĩnh, về sự lạnh lùng đến tuyệt vời. Tập thể ấy không vội vàng trong các pha xử lý, không mắc sai lầm ở những nhịp chạm. Họ bình tĩnh triển khai lối chơi, bình tĩnh đưa bóng tiến vào vòng cấm, để rồi từ đó một đường chuyền sắc lẹm được tạo ra để Bernardo Silva gỡ hòa. Thậm chí dù ở loạt penalty cơn não, Man City cũng là đội đầu tiên đá hỏng. Nhưng rồi đến cuối cùng, chính nửa xanh mới là những người được tận hưởng niềm vui chiến thắng chung cuộc. Ở đó ai cũng thấy rõ được bản lĩnh đến đáng kinh ngạc từ các ngôi sao The Citizens, từ những gương mặt tấn công xuất sắc đến ngay cả những hậu vệ hay là thủ môn Ederson đều rất tự tin khi bước lên chấm đá phạt. Họ không lo ngại, không sợ thất bại, và chính tinh thần ấy đã giúp tất cả chuộc lại lỗi lầm từ Bernardo Silva. Sau 3 mùa giải liên tiếp chấp nhận thân phận kẻ về nhì, rốt cuộc thì Man City cũng đã bổ sung thêm một danh hiệu siêu cúp Anh vào phòng truyền thống. Tất nhiên, chức vô địch này không thể so sánh với Premier League hay Champions League về tầm vóc, nhưng việc đăng quang trên thánh đường bóng đá Wembley là lời khẳng định cho thấy thầy trò Pep Guardiola đã sẵn sàng cho hành trình thống trị mọi đấu trường ở mùa bóng tới. Rất nhiều thời điểm trong mùa hè năm nay, các cổ động viên của Man City lo ngại về chiều sâu đội hình khi mới chỉ có duy nhất một tân binh cập bến, còn Julian Alvarez gần như chắc chắn đã ra đi. Thế nhưng nhìn cái cách mà đội bóng này bình tĩnh gỡ hòa, luôn đi sau nhưng lại về trước Manchester United tại siêu cúp Anh, có lẽ sẽ chẳng còn nỗi âu lo nào nữa. Bởi ngay cả lúc không có trong tay đội hình mạnh nhất, The Citizens vẫn đủ sức khuất phục kình địch cùng thành phố. Bên cạnh nụ cười trên đôi môi của biết bao cầu thủ và các cổ động viên mang trên mình chiếc áo xanh thành Manchester, thì ở chiều ngược lại sẽ là nỗi buồn cho quỷ đỏ. Thất bại tại siêu cúp Anh không phải là điều gì đó quá to tát, song rõ ràng cách MU gục ngã thật khó để khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Vẫn biết rằng, nhiều ngôi sao của họ còn đang uể oải sau mùa hè căng mình cùng với đội tuyển quốc gia ở Euro hay Copa America, nhưng đó đâu thể là cái cớ, là lý do để Ten Hag vịn vào. Đội hình mà ông có trong tay ăn đứt đối thủ và đã vươn lên dẫn trước cùng với rất nhiều cơ hội ngon ăn. Ấy thế mà Manchester United lại phải nhìn đối thủ đăng quang. Lần đầu tiên kể từ ngày đặt chân tới xứ sương mù, chiến lược gia người Hà Lan đã phải nếm mùi thất bại trong những màn so tài diễn ra ở Wembley. Thua trước City thực chất không có gì đáng để chỉ trích. Tuy nhiên màn trình diễn từ nhiều trụ cột thì sẽ đem lại cho người hâm mộ cảm giác rằng họ chưa sẵn sàng cho mùa bóng mới đang cận kề. Thêm nữa, MU vẫn loay hoay trong việc bảo vệ thành quả, vẫn khiến tất cả phải đặt câu hỏi về bản lĩnh cùng với sự lạnh lùng thực sự ở các trận đấu đỉnh cao. Một đội bóng lớn cần phải biết cách giữ được chiến thắng khi có lợi thế trong tay, nhưng hiện tại thầy trò Erik ten Hag chưa làm nổi điều này.
Kể từ ngày giao hữu hè đến hết siêu cúp Anh, Quỷ Đỏ đều đã thua cả 3 đối thủ cạnh tranh gồm Liverpool, Arsenal hay là Man City. Đây thực sự là lời cảnh tỉnh cho tập thể ấy, dù cho các màn so tài kia không mang nặng quá nhiều về thành tích. Màn trình diễn Manchester United thể hiện ở trận tranh Community Shield thực sự khó để những ai yêu mến đội bóng cảm thấy hài lòng. 13 năm sau trận thua cay đắng trước người hàng xóm tại siêu cúp Anh, Man City đã đòi lại được món nợ ngày nào. Ngọt ngào hơn biết bao khi họ phải luôn rượt đuổi để rồi được tận hưởng hương vị chiến thắng cuối cùng. Những nhà vô địch ở sân chơi này suốt cả hơn thập kỷ vừa qua đều không có quá nhiều thành công khi bước vào mùa bóng mới. Minh chứng là việc chỉ 1 trên 11 đội lên ngôi tại siêu cúp Anh vẫn vô địch giải ngoại hạng. Nhưng chẳng sao cả, vì thầy trò Pep Guardiola đã sẵn sàng để tái hiện lại thành tích mà mình từng tạo ra hơn 5 năm về trước, đó là phá bỏ lời nguyền đáng sợ về nhà mua Community Shield. Man City có thể chỉ đưa về duy nhất một tân binh trong cả mùa hè, song dàn đội hình trong tay của Pep Guardiola thì đủ để gieo rắc nỗi buồn và sự ám ảnh cho mọi đối thủ cạnh tranh. Kết quả vừa tạo ra trước người hàng xóm không chỉ giúp The Citizens không chỉ phủ màu xanh lên toàn thành phố, mà đồng thời còn thay cho lời khẳng định về đẳng cấp siêu hạng và bản lĩnh phi thường từ đội bóng này. Còn Manchester United, trận thua vừa qua sẽ là bài học để thầy trò Ten Hag nhìn lại mình, nhìn lại sự hiệu quả và chắc chắn trong từng pha xử lý, trong từng cơ hội hay là cách bảo vệ thành quả. Mùa giải tới sẽ có nhiều thời điểm, Quỷ Đỏ cần tới thứ kinh nghiệm cùng với tâm lý vững vàng để vượt ngàn chông gai đang đợi chờ. Nếu không biết cách giữ lấy lợi thế có trong tay, viễn cảnh về một mùa bóng thất bại tới thảm họa như ở Ngoại hạng Anh 2023-2024 sẽ lại ùa về nhà hát của những giấc mơ. Đằng sau một trận thua, Manchester United có rất nhiều vấn đề nhìn thấy được để cải thiện tốt hơn. Còn Man City, họ đơn giản là tập thể quá thiện chiến và đồng đều, để mỗi cá nhân đều biết cách lên tiếng vào đúng thời điểm mà đội nhà cần nhất và biết cách sửa sai cho những người đồng đội không may trượt ngã. Không còn nỗi buồn hay là ám ảnh nào ùa về với khán giả yêu mến City như mùa trước nữa, sau cú penalty hỏng ăn của Bernardo Silva. Giờ đây họ đã được tận hưởng niềm vui cùng với hạnh phúc ngập tràn khi mở đầu mùa giải mới rực rỡ. Chưa biết The Citizen sẽ đi về đâu tại Ngoại hạng Anh 2024-2025, song kinh nghiệm của nhà vô địch cộng thêm với bản lĩnh làm đến lạnh lùng của thầy trò Pep Guardiola vẫn là thứ vũ khí lợi hại, đủ sức công phá và khiến mọi đối thủ phải e ngại. Sau 3 lần hài lòng với thân phận kẻ về nhì, City đã trở lại với nơi vốn dĩ họ xứng đáng thuộc về. Chiến thắng trước MU không chỉ giúp The Citizens gửi một lời thách thức cho mọi câu lạc bộ ở quốc nội và châu lục, mà còn mang theo đó bài học vô giá để trở thành nhà vô địch, thống trị nhiều sân chơi, cần phải có sự lạnh lùng cộng thêm với hiệu quả. Đó là thứ mà Quỷ Đỏ đã chẳng thể tạo ra để rồi nhận lại là kết cục đáng lòng. Thánh đường bóng đá Wembley chọn tôn vinh Pep Guardiola và ở khoảnh khắc chiến lược gia ấy được gieo hò cũng là lúc thầy trò Ten Hag hiểu ra rằng họ cần phải nỗ lực gấp bội để trở lại với vị thế vốn có để đạt tới đẳng cấp như là người hàng xóm cùng thành phố.